Chào cả nhà đã trở lại với kênh của Linh nha cả nhà. Sáng nay Linh ra vườn á cả nhà, Linh cắt được một dĩa rau rồi cả nhà. Linh hái được một dĩa rau. Rau này năm sáu thứ gì đó. Có rau cần, rau muống, rồi xà lách nè, lá quế, rau thơm. Thì cái này rau găm. Rau găm này nghe mùi thơm nhớ hụt vịt đó cả nhà, nhớ thèm hụt vịt. Với có ít chua chát nè. Linh làm được một dĩa rau. Nay Linh sẽ chấm với thịt kho nha cả nhà. Dĩa rau ngon tươi xanh luôn. Linh sẽ chấm với thịt kho tàu cả nhà. Còn mớp này thì Linh đi xào. Xào tỏi cả nhà, xào không á. Mớp nãy Linh cắt vô được một gỗ cả chục trái cả nhà. Linh gọt ra hai trái nè, Linh đem xào tỏi ăn. Nấu canh hoài ăn nó cũng ngán, giờ đi xào đi ăn cho nó đỡ ngán cả nhà. Đây là cái nồi thịt kho tàu của Linh nè. Cái nồi thịt kho này Linh kho hôm qua đó cả nhà. Linh ăn hết một mớ rồi đó. Mà Linh không có quay video. Hôm nay Linh mới quay cả nhà. Còn lại một ít nè. Linh kho, Linh có bỏ trứng vô nữa. Nó cũng đã mềm rồi đó. Linh hâm lại nó cũng đã mềm rồi. Còn bên đây là mớp Linh xào tỏi rồi nè. Nãy giờ nó cũng đã chín rồi đó. Linh sẽ gắp lên một ít tiêu cho nó thơm. Hết hành này Linh không có bỏ hành, Linh bỏ tiêu cho nó thơm thôi. Nhà cái bữa cơm trưa của Linh á, Linh cũng mà chuẩn bị ra cả nhà. Giờ Linh mời cả nhà ăn cơm cùng với Linh nha. Có ba món cả nhà. Rau thì chấm thịt kho nè. Với cái này mớp xào nè. Nãy Linh cắt vô một gỗ luôn cả chục trái cả nhà. Nhiều quá chắc ăn không hết. Cho hàng xóm bớt. Ngày nào ăn mớp cũng ngán cả nhà, ba bốn ngày mới ăn lần, cái ngày nào ăn cũng ngán. Linh hỏi Linh để cái già làm giống nhóc chưa? Thì bữa nay Linh cắt, Linh cho bớt. Nãy Linh xào có hai trái. Này xào ăn nó cũng ngọt cũng ngon. Mắt này nó ngọt. Hết xào cái Linh đem nấu canh, hết nấu canh Linh xào. Làm cho Linh ăn nhiều chứ. Mấy đứa con nhà Linh ít ăn. Cái buồn chứa nha. Bữa trước có Linh nó chín á cả nhà. Chính Linh đốn vô, Linh tét ra nãy, hồi nãy 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 đó, Linh phơi, Linh phơi cho nó mau chín đó cả nhà. Linh phơi từ sáng tới chiều nó nóng cái trái chuối luôn cả nhà. Chiều lên á, chiều Linh đi bán lên á, về nhà thấy cái nãy chuối nó nóng hết trơn, nóng ở trên, nó không chín mà nó bị nóng. Cái thịt kho này Linh kho hôm qua mà. Hôm qua Linh không có kho trứng. Bữa nay Linh mua trứng Linh bỏ vô Linh kho.
qua Linh không có đi chợ đó. Cái anh bán thịt heo ngang nhà Linh bán, cái Linh mua Linh kho luôn, Linh không có mua trứng luôn. Bữa nay Linh mua trứng Linh bỏ vô Linh kho. Đứa nhỏ nó khoái ăn trứng nên Linh kho Linh bỏ trứng vô. Tiết lúc này nó nắng, nó hầm thì nực. Tháng 2, tháng 3 nó trời nó nắng. Đang quay video mà trước bắt nhạc không biết nó có vô dính vô bản quyền không. Linh ăn nhanh nó ngon, sợ nó dính bản quyền. Bữa cơm trưa của Linh cũng vậy là đã xong rồi đó cả nhà. Cả nhà mà vào xem video của Linh đó có yêu mến thì để lại cho Linh một like, một chuông và một lượt chia sẻ để động viên cho Linh nha cả nhà. Video của Linh đến đây là hết. Xin chào tạm biệt cả nhà.